chống dịch COVID-19. Trước sự việc một số linh mục ở Hà Tĩnh tổ chức hành lễ với sự tham gia của hàng trăm giáo dân trong khi cả nước đang thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhất là trong bối cảnh một loạt tôn giáo, tín ngưỡng lan truyền bệnh COVID-19, trở thành điểm nóng toàn cầu. Đại đa số đều cho rằng, hành vi vi phạm này cần phải được xử lý nghiêm theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ đề nghị, để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã chủ trì, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện xử lý vi phạm về việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, được quy định tại điểm C khoản 4 điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP. Đến nay, đã xử lý 8/8 linh mục, trong đó, xử phạt hành chính phạt tiền đối với 7 linh mục, 1 linh mục bị nhắc nhở, mức độ vi phạm chưa đến mức phải xử phạt hành chính. Đối với 8 ban hành giáo đã nghiêm túc nhận rõ vi phạm, công khai xin lỗi chính quyền và cam kết không tái vi phạm. Ủy ban Nhân dân các xã liên quan đã có thông báo phê bình nhắc nhở. Các chức sắc, chức việc cam kết không tái vi phạm và phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế, các chính quyền trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế trong bà con giáo dân. Việc xử lý các vi phạm, các chức sắc, chức việc đã nhận ra những hành vi của mình, xem đây là bài học đối với giáo hội và người dân, nhất là người đứng đầu quản lý giáo hội trên địa bàn Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sự việc này cho thấy, các lực lượng chức năng sớm vào cuộc, kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, không kể người đó là ai, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật, đồng thời, cũng là bài học để tổ chức tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, có tác dụng cảnh cáo, răn đe kịp thời, nhất là hiện nay, Hà Tĩnh là một trong 12 tỉnh, thành phố trong cả nước nằm trong nhóm nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là bài học để các chức sắc, chức việc trên địa bàn Hà Tĩnh nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện và phối hợp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Có thể nói, thời gian qua, trên cả nước, đại bộ phận nhân dân và các tổ chức tôn giáo chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phật giáo, Công giáo đều đưa ra hình thức sinh hoạt tín ngưỡng phù hợp thời dịch bệnh, các vị cao tăng, linh mục đều đưa ra lời khuyên, hướng dẫn tín đồ cách thức vừa thực hiện lễ nghi tín ngưỡng, vừa phù hợp yêu cầu cách ly. Thật buồn là tuy đã có văn bản chỉ đạo của giáo hội nhưng công tác quản lý phòng, chống dịch COVID-19 còn buông lỏng, một chức sắc, chức việc ở Hà Tĩnh, cố tình tổ chức lễ với đông giáo dân tham gia bất chấp các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Họ thực sự là những con sâu làm dầu nồi canh.